Như những cái phần căn này xưng như vậy rồi có bị phạt gì không hết chú ba? Xưng bây giờ thì không có bị phạt nhưng mà nữa sau này mới biết, nghe đó, bây giờ tự xưng á, cái đó cái xác cũng không muốn xưng đâu, cái xác không muốn xưng là những cái phần điểm đó, nhưng mà tại ý muốn xưng cao thượng vậy đó, cho cả thế gian này nói điển trai Ngọc Hoàng là màu nhiệm. Hey, chào cô chú anh chị ha, hôm nay là tùm lum đến điện kính núi Cô Tô, Phụng Hoàng Sơn. Đúng rồi. Đó là chỗ điện kính này là ngay chỗ của chú ba, thường ra là tùm lum cũng mới đến đây lần đầu, cho nên chưa biết chú ba. Thành thử ra thì tùm lum đến đây là để nhờ chú ba để chia sẻ những cái phần bên tâm linh ở trên núi Cô Tô này như thế nào. Đây là chỗ đền thờ của chú ba đây. Ở đây là Trang Ngọc Hoàng, nên trên đây là mèo Phật Mẫu, là một phương chư Phật luôn. Nó rất đẹp nghe quý vị. Núi non thì thờ còn Sơn Thần. Ở dưới này thì Sơn Thần là năm ông ngũ hổ nghe quý vị. Rồi mình quay về thôi để đến gặp chú ba để chia sẻ vài vấn đề về tâm linh, mời quý vị cùng đón xem nhé. Chào ông nha. Rồi chào chào chú ba. Rồi chú ơi, lần đầu tiên mới về đây hả? Dạ mới về đây chú ba. Tội nghiệp không, ngồi làm YouTube này lâu chưa? Cũng năm mấy rồi chú ơi. Mấy ha. Chú ba nghe nói cái điện kính này á là một cái ngọn núi là hùng vĩ chỗ núi Cô Tô này, thì ông tùm lum cũng đến đây để gặp chú ba, là để chú ba chia sẻ cái quyền bí bên tâm linh này như thế nào ha chú ba, ở trên núi này nè. Thì nói chung là đất nước Việt Nam á, mình thì hùng vĩ, núi non thì cũng là nhiều núi, nói chung là núi nào cũng linh, mà nơi nào cũng là linh hết, chứ không phải là không linh. Nếu mình cái tâm mình tin tưởng thì ở đâu cũng linh hết, không ở đất địa nào, ở cái làng xã nào cũng linh hết. Chào ha. Chú ba ơi, nghe nói những cái phần căn mà cái phần tá điển vào đó, thì sao mà ở trên lên dãy núi gì non mà nhập sát vô là múa tứ tung như chú ba, thật sự là có hay là không có hả chú ba? Thì cái phần này là cái này đều có chứ không phải là không, nhưng mà trong đó nó có hai cái giới hạn là một chánh và một tà. Chứ không phải là tà không mà chánh không đó. Cũng như đảo lộn càng khôn, nghe đâu những cái phần căn căn tà và căn chánh. Mà mình làm sao mà biết được là cái phần tà phần chánh như thế nào hả chú An? Thì bây giờ những cái phần chánh người ta rất là tầm tĩnh, ta rất là thoải mái. Mà khi người ta làm lễ rất là nhẹ nhàng, ta nói bình thản thôi, không không đợi gì ra căn mà để múa vỏ hay là những gì tạo cái dáng hình đó là xưng danh xưng thánh, là đó một nhân vật đó là mới đáng là nêu danh. Đó là quyền thoại á về tâm linh, nó cao nhân á. Không đó, không cần phải là khô trương ha, không cần khô trương, đi đâu cũng là bình tĩnh, không cần là khoe danh hay xưng này xưng kia. Thì bây giờ em sống trong cái xã hội cộng đồng phải có cái người đó mới được. Rồi trên đó là cha mẹ thầy tổ của quyền mới xây chuyển, mới sàng lọc được. Tại vì tại sao mà những cái phần căn đó là tại tà đó, câu hỏi này nữa khó đó. Làm sao vậy chú ba? Tại cái tâm ý của em nó khởi động, cái tâm không có lúc nào từ bi hết. Thì những cái phần bàn bốn tả đạo thì nó sẽ là mượn cái xác hồn em, nó sẽ làm chủ. Nó sẽ làm chủ, nó sẽ làm cho em á là không còn cái thể diện, là cái uy tín của cái con người nữa. Muốn xưng gì xưng, làm đảo lộn thôi chú ba. Đúng rồi, đảo lộn đó. Không muốn xưng gì xưng, xưng ông mẹ. Nhưng mà nói người ta nghe đó, nghe luôn, mà nói người ta nghe. Ôi sao mà tà vẫn xưng nói ta nghe hả chú ba? Nghe chứ.
Tại vì bên đó nó có cái phái là cái bùa mê, nói ta nghe nó hay đó. Tại cái màn này là Phật Thánh Tiên cùng nhau xuống thế, cùng xuống cái thế gian này, là Phật có Phật có Quy Dương luôn, phải không? Đó. Đó rồi có con của Phật luôn, rồi có con của quỷ luôn, nó đầy đủ hết, phải không? Thì hôm nay thì hôm đây thì nói thì chú ba là biết sao thì nói vậy, nói bằng tâm của mình là lên cái clip này để chia sẻ, để hiểu được, để ngộ được ha. À, cũng như nhiều hoàng căn mình lên núi mà về ông hổ về tá vào đó chú ba, thật sự ra là cái ở trên xuống hay là ở dưới lên ha chú ba, Những cái phần đó trong cửu quyền không à, cửu quyền sao mà giao ông hổ được. cửu quyền đều có binh gia hết á. Tại em không biết cửu quyền binh gia nhiều đời nhiều kiếp làm thầy đó, thì sát hổ là nhiều phải không? À, thường thường thì sát hổ thì nhiều, rất là nhiều, còn chiếm khoảng 70%. Đúng rồi, 70% sát hổ à. Sát hổ. Cái đó là về mình để tá vô mượn vô cái xác là gì tu á gì chú ba. Không phải tự nhiên đến cái điểm nào đó, đó đến điểm núi non nào đó hợp với căn là ông mượn cái xác, tự nhiên ông mượn xác nè, thấy không? Như cái là tại sao mà mượn cái xác được chú ba? Đó là cái xác này là nhiều đời nhiều kiếp của trong cửu quyền, mà cái xác này nam nữ được cũng được hết, chứ không phải là câu khổ mà cử nam cử nữ, nam nữ đều được hết. Cũng như là hợp với căn duyên với nhau hay gì chú? Không phải tới ngày giờ, cũng như là các cái vị là về để kính lễ, kính lễ để ra mắt cho cái xác đó được mạnh lành, cho về nhẹ nhõm, rồi về là mới làm thầy, nghe đó không? Làm thầy mới là độ bệnh cho các cái là bà con ta, những ma tài đó thì ổng làm được hết. Là ông hổ là để trị bệnh cho người ta đó chứ Đúng bà. rồi. Rồi nhiều phần mà không có ông hổ dày, chỉ là nhận được cái điển thiên thôi, mà cái điển thiên đó là như thế nào hả chú ba? Cái điển thiên đó, cái đó là những người ta muốn nói thôi, chứ điển thiên không có ban xuống cho cái người phạm này được, nghe đó không? Nhiều người xưng điển Phật địa mẫu gì Như chứng điển Ngọc Hoàng hoặc điển Bà Mẫu Chu Trì rồi đó chú ba. cái đó là chú ba không dám. Chú ba hôm nay xin cắt cái phần này ha. Tại vì là chú ba biết là những cái điển ở các cái cõi cung tiên trở xuống được rồi, chứ không có đi lên nữa, nói không hiểu không? Còn những người ta muốn xưng điển mẹ Phật Địa Mẫu là quyền của người ta, hay xưng điển Ngọc Hoàng thì chuyện của người ta, còn chuyện của chú ba thì chú ba không dám, chú ba không dám vô xin lên dịch đó. Như những cái phần căn này xin như vậy rồi có bị phạt gì không hết chú ba? Xưng bây giờ thì không có bị phạt, nhưng mà nữa sau này mới biết, nghe đó. Bây giờ tự xưng mà, cái đó cái xác cũng không muốn xưng đâu, cái xác không muốn xưng là những cái phần điển đó, nhưng mà tại ý muốn xưng cao thượng như đó, cho cả thế gian này nói điển trai Ngọc Hoàng là màu nhiệm, nghe đó không? Rồi cộng đồng mạng mới tin tưởng về tâm linh đó. Tại điển cửu quyền thì thấp quá, ta đâu có tin, nhưng mà quan trọng cái điển của cụ quyền trong họ. Quan trọng là có quyền ha chú Đúng ba. rồi, quan trọng là cửu quyền mình, tổ tiên của mình đều tu đắc quả vị Phật hết. Nhưng mà trong cửu quyền đó tu á thì có hạ, trung thượng ba cấp, ba cấp bậc, thấy không? Như những phần căn á, linh căn mà
mượn lệnh để đi làm việc chỗ này chỗ kia đó, những phần căn đó là như thế nào hả chú ba? Những đó thì ai làm không được, cũng như chú ba giờ làm được gì nè, chú ba đi được chứ. Mà có đi làm nhiệm vụ gì không hay là mình đi du lịch thôi? Cái là chuyện của người ta, thích là đi thích là đi rồi đem YouTube quay theo cho mình được là người nổi tiếng, tham gì đó, nó hiểu Thì sợ như ở trên có khi nào mà điển xuống cho cái vị đó để đi làm việc cho cha mẹ không chú ba? không bao giờ. Chú anh nói bảo đảm có cửu quyền xây chuyển thì đó là nếu có duyên thì đó là để giúp đời thôi, còn điển thiên là chú ba xin can đi. Cũng là chú ba nói phạm lực gì cũng dễ nhưng mà phạm lực thiên khó tha thứ. Nhưng mà người ta đam mê mãi mê bên bàn môn tà đạo, nói gì rồi nó nói gì cũng được chứ, nói gì cho cái xác là sau này khổ thôi chứ không có gì mà tồn tại hết. Theo những cái linh căn mà để phân cao thấp như thế nào hả chú ạ? Nếu mà một cái linh căn chánh thì người ta sống hòa hết, ta không hơn thua ai hết, khi ta làm lễ cũng làm lễ bình thường không có gì hết. Cũng như bao nhiêu người không biết người đó là gì đó. Chứ không có cần quan trọng quá ha chú ạ. Ừ, đúng rồi, cái người hay người ta là khiêm tốn lắm, những cái căn mà cao siêu rồi ta khiêm tốn lắm, chứ không phải là nghề võ ba mớ mà múa rìu qua mắt thợ. Nó có nhiều cái hệ thống khác nhau. À, nếu mà làm cái nhiệm vụ gì cho ai đó hoặc là cho cha cho mẹ gì đó là mình cứ âm thầm để làm Nhưng ha mà chú nếu ba. có gì cũng nghe em đến đây em quay YouTube thì về đây em quay YouTube cũng là cái này, cũng là cái quan trọng, quay để cho cộng đồng mạng xã hội ta biết được như thế nào là mầu nhiệm tâm linh, ở nơi nào để tâm linh, rồi những phần nào rồi gặp chú ba lên cái clip này ta nhìn chú ba nói chuyện thì người ta đã hiểu. Tại vì cặp mắt của cộng đồng mạng này là cặp mắt khớm mà, ta nhìn ta biết được cái thể hiện và cái cử chỉ. Nhưng mà chú ba nói chung là chú ba hiểu sao nói vậy nha, còn những phần khác ta muốn xưng là quyền của người ta chú ba cũng không ép, đó là tự do mà, Đúng khối tự rồi. do ha. Nhưng mình làm sao á thì được cái tiếng thơm mới có để đời được. Cũng tại sao người ta lên cái clip người ta không xưng là một người bình thường mà ta xưng lên là một vị Phật hay Bồ Tát hay là tá điển thế nào đó ha? Ta xưng vậy mới nổi tiếng, không Thì cái này cũng như là mượn lệnh thôi ha, mượn lệnh để nói thôi ha chú cũng như ba. mượn khẩu thôi, không có mượn lệnh gì, Mượn khẩu. mượn khẩu nói thôi. Cái khẩu mà giờ chú ba muốn nói được chứ gì. Cũng như là mượn khẩu để nói, mượn định để đi làm việc ha chú ba. Muốn nói gì nói, muốn làm như là bây giờ thì cái màn này là khối tự do mà, khối tự do cũng như làm việc gì, em làm việc là thanh liêm thì em được bền không, còn làm việc tham nhũng thì đó cũng có ngày không không đó. Có gì đâu, còn về tâm linh là khó nữa, tâm linh là khó hơn nữa. Khó nữa hả chú ba? Khó lắm ạ. Tâm linh là như thế nào hỏi cho ba, có thể cho ba giải thích cái vụ tâm linh của Tâm ba linh chú nó ba. thấy vậy chứ phải vậy. Bởi tới màn kết thúc mới biết là ai còn ai mất đó. Cái đó mới là quan trọng, cái đó mới là quan trọng. Còn bây giờ phô trương ai nói cũng được chứ, Đúng rồi. ai làm gì cũng được. Nhưng mà hôm nay chú ba thấy em cũng là người chất phác, mộc mạc, nói chung là nhìn để đoán là người Việt Nam hay là người phân tộc ạ. Nói cho biết Cháu thì Việt Nam, cha cha mẹ Việt Nam. Việt Nam mà hơi hơi sao mà sống sao mà giống người dân tộc ha, tên ha hả không hả. Chúc mừng nha, này gặp với bà lần đầu tiên thì cái kênh mình làm đúng thì nó mới bền, thấy không, làm đây 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 đây, cũng như là ông bà mà đưa mình đến đâu thì gặp đến đâu, cũng như là mình là cái
cái duyên mình gặp một chủ nhân nào thì phải gặp chủ nhân đó. Nhưng mà lên kênh này phải gặp nhiều em mới cái sàng lọc được. Vâng. Cũng như là ý của chưa là cũng lên đây để thăm viếng cái điện kính thân, trước thì thăm anh điện kính, hai nữa là thăm chú ba. Thì nói chung chú ba cũng đâu phải là cái duyên mà muốn ở trên đỉnh núi đâu. Ngày xưa tổ tiên của ông bà của chú ba là khai sơn đây là ông cố tổ này đó, là ông về đây khai sơn là 100 năm gì trước. Chú ba hôm nay cháu chích mới được là thừa kế giữ gìn thôi. Chú ba được cái duyên là người giữ gìn. Cái ngôi gì ngôi tổ này tiên. Cũng lâu dữ lắm hả chú ba? Đúng rồi. Có quyền linh như thế nào không chú ba? Ngày xưa thì quyền linh lắm mà. Ngày xưa là quyền linh lắm mà. Ngày xưa ông cấp qua là về đây là tâm linh dữ lắm mà. Đó. Về đây rồi những thú rừng quan giả đầy đủ hết. Còn ngay bây giờ là như thế nào hả chú ba? Cũng vậy thôi à. Cũng vẫn quyền linh để thinh. Vẫn còn quyền, tại vì ông cố đã khai sơn vậy chứ ba giờ có cái quyền linh gì đâu mà trị mấy ông. Chú ba vẫn là một người bình thường không gì hết, ở đây để giữ gìn hương khói, phụng sự không cho cửu quyền, cho bề trên thôi. Chú ba đâu có gì đâu hay đâu. Cũng như ngọn núi là ngọn núi Phụng Hoàng Sơn hả chú ba? Đúng rồi. Theo chú ba cảm nhận được cái ngọn núi này là như thế nào, có hùng vĩ như thế nào không chú ba? Hùng vĩ chứ. Ngọn núi tâm linh của Phụng Hoàng Sơn này là tâm linh, là nói chung là thất sơn màu nhiệm, có 7 cái núi. Núi Cấm và núi Cô Tô này. Núi Cấm là Thiên Cấm Sơn, núi Phụng Hoàng Sơn là núi Cô Tô này nè. Nhưng mà núi Phụng Hoàng Sơn này là mẹ ngự. Và núi Thiên Cấm Sơn là cha ngự. Chú ba chỉ dạy nghĩa hai cái đỉnh núi thôi. Vậy là Thiên Cấm Sơn là cha. Đúng rồi. Còn Phụng Hoàng Sơn là mẹ. Đúng rồi. Hồi nào giờ cũng mới nghe chú ba nói lần đầu tiên. Đúng rồi. Thì gì đó. Thì chú ba hiểu sao nói vậy. Thấy không? Phụng là mẹ, Thiên là cha. Thấy không? Theo theo những cái phần linh căn á, lên đây là để trình lễ thường thường là có mặc đồ như thế nào không chú ba? Hay là có chứ. Tự nhiên là đồ thường mình thôi. Có những cái đoàn khác là chuẩn bị đồ áo dài khăn đóng đầy đủ trơn ạ. Còn những cái người khác cũng bình thường thôi. Còn những người mà đến này là trình cha trình mẹ là có thể là mặc đồ quân phục cũng như là vua chúa ngày xưa không chú ba? Có đúng rồi, đúng rồi. Có chứ. Áo dài khăn đóng đủ lễ đầy đủ, áo màu áo sắc thì mấy đoàn là mấy cô tiên này kia là mặc áo màu khăn đóng về cúng rồi hát múa trình lễ. Cũng có luôn. Có luôn, đây là đá hệ mà. Có ai mặc đồ thái tử hay mặc đồ là đầy đủ hết tướng đồ không chú ba? Có hết đầy đủ có luôn.